Đây là mộ của Bà Rịa mà bây giờ người ta đặt Bà Rịa Vũng Tàu á, là mộ của Bà Rịa nha các bạn nha. À, đây mộ Bà Rịa nha. Đó, mộ Bà Rịa nè, mình cùng các bạn vô tham quan cái mộ Bà Rịa như thế nào nha. Đây. Đó, bên này nè, đó. Rồi mình cùng các bạn tham quan mộ Bà Rịa. Mộ Bà Rịa xa xưa, cách đây cũng mấy trăm năm rồi các bạn ơi. Không biết cái di tích này nó ra làm sao mình cũng không rành, nhưng mà cái mộ nó có binh tướng đồ. Hồi từ nhà buôn, nhà Thanh là hồi xưa xa xưa mình cũng không biết là cái thời nào á. Đây các bạn, mộ Bà Rịa nha. Rất là đẹp. Cái mộ nó nằm phía bên kia nha các bạn nha, mộ phía nằm phía kia mở này là cái hình tượng cũng như là người ta tả cái cảnh hồi trước Bà Rịa bà đi buôn hay làm cái gì á, rồi có công nhân, rồi người ta mua gánh bán bưng hay là làm cái gì đó nè, rất là đẹp các bạn. Đây nha, đó một Bà Rịa. Rất là hay. Lâu lâu mình tới đây mình gặp cái cảnh mộ Bà Rịa nha các bạn nha. Đó, mộ Bà Rịa là đây nha các bạn nha. Nó thuộc ở xã An Ngãi nha các bạn nha, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, mộ Bà Rịa. Rồi, rất là đẹp. Rồi mình đã giới thiệu các bạn là mộ Bà Rịa là ở đây nha các bạn nha. Là bây giờ người ta đặt Bà Rịa Vũng Tàu là mộ Bà Rịa là đây nha. Cái di tích làm sao xa xưa mình cũng không biết. Bây giờ người ta đặt là địa phận là Bà Rịa Vũng Tàu là mộ Bà Rịa đây nha các bạn nha.